trời nhe con. Hồi nãy có người nhìn lén con tắm á. Làm gì có ai, chắc là qua mắt đó. Gái gì tắm rửa xong mà không chịu mặc đồ, quấn khăn thì đứng tờ hớ ra nè, kỳ quá đi. Đi lên thay đồ cho tôi, nhanh lên. Đội trọng án 21:30 thứ hai thứ ba bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1.